Xin chào các bạn, mình là Hợp đến từ ICS và hôm nay mình sẽ mở hộp và trên tay một sản phẩm đó là Orient Star GMT. Đây cũng là lần đầu tiên mình trên tay một sản phẩm Orient Star cho nên là mình sẽ so sánh một chút về các sản phẩm Orient khác với dòng sản phẩm Orient Star này. Đầu tiên ở phía ngoài thì chúng ta có một cái hộp màu đen. Vâng, hộp màu đen và chúng ta sẽ có là logo Orient Star ở phía trên này. Ngoài ra thì chúng ta không còn cái thông tin gì nữa cả. Mở hộp ra thì tôi sẽ có cái hộp ở phía trong là gối và các thứ được chúng ta được lót bằng một lớp nhung có logo Orient Star ở đây, và chúng ta có giấy tờ và sổ sách ở phía dưới. Khác với những dòng sản phẩm Orient thì với dòng sản phẩm Orient Star đều được làm một màu đen rất là sang trọng, kể cả cái sổ bảo hành quốc tế này. Như các bạn có thể thấy nó sẽ được sơn màu đen, nó sẽ được in màu đen. Rất xin lỗi các bạn. Ở phía trong thì chúng ta cũng có cái dấu của hãng Orient, và các bạn mua thì sẽ có cái dấu của các nhà bán hàng ở đây. Cái quyển sổ màu xanh này là sách hướng dẫn thì vẫn là đều giống như tất cả các dòng Orient khác, không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ có một chiếc Orient Star GMT, một mặt dial màu trắng. Và tôi sẽ tạm bỏ cái hộp này ra. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Sản phẩm này là một sản phẩm mới của Orient Star, có thể gọi là cái dòng mà gần như là mới nhất, được ra mắt vào cuối năm 2015 và được bán vào năm 2016. Với dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ có chức năng như tên gọi của nó, đó là GMT. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái chữ GMT nổi bật ở trên cái nền mặt dial này, và cái kim GMT cũng được sơn màu đỏ luôn. Như các bạn có thể thấy là mặt dial của chiếc này được làm rất là chi tiết, với được chia thành nhiều lòng. Ở ngoài cùng thì chúng ta có một cái vòng tròn hiển thị 24 giờ. Ở phía trong là sẽ là hiển thị vạch phút và 12 chấm dạ quang của chiếc này. Ở phía trong nữa chúng ta sẽ có bộ cọc số được làm thiết kế nổi và hoàn toàn bằng kim loại, bắt sáng cực kỳ tốt. Đó. Và cái lòng trong cùng thì chúng ta sẽ thấy là được thiết kế cái vân trải tia logo Orient Star Automatic GMT thì ở góc 6 giờ. Ở phía trong chúng ta cũng sẽ có một cái vòng 24 giờ nữa để chỉ là cái giờ của chúng ta. Ô lịch của chúng ta là ở góc 3 giờ. Đó, và ô lịch này thì cũng có một cái viền kim loại được thiết kế rất là sáng bóng. Bộ kim và cọc số của chiếc này thì được hoàn thiện cực kỳ tốt, bắt sáng rất là tốt, và khi tôi quay theo những cái góc này các bạn sẽ thấy đó, bộ kim và cọc số bắt sáng cực kỳ tốt theo từng cái ánh sáng nó chiếu vào đồng hồ. Đó. Ở góc 11 giờ thì chúng ta sẽ có một cái lịch rẻ quạt, đó là có cái ô rẻ quạt, đó là chính là cái kim xăng báo năng lượng, và ở đây chúng ta có 20, 0, 20 và 40, tương đương với 40 tiếng. Hiện tại là cái kim này của tôi đang chỉ vào vị trí là 20 giờ, và khi tôi vặn cót thì nó sẽ lên, giống như chúng ta đeo thì nó sẽ lên. Chiếc này thì được thiết kế với cái hình tròn ở phía trong, và ở phía ngoài thì chúng ta được thiết kế một cách rất là mạnh mẽ. Như các bạn có thể thấy, cái thân của chiếc này nó được thiết kế khá là dày và có những đường nét cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta có hai núm ở đây nhìn rất là thể thao, và chúng ta có một cái cục này ở giữa, nó giúp cho cái đồng hồ này có cái dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái núm ở phía trên. Núm này khi chúng ta vặn bình thường không kéo ra thì chúng ta sẽ là vặn lên cót tay. Như các bạn có thể thấy là cái kim xăng báo năng lượng cót nó đang lên. Còn khi chúng ta kéo ra hai nấc chúng ta sẽ là chỉnh giờ bình thường. Đó, khi mà tôi chỉnh giờ thì các bạn để ý cái kim GMT nó cũng xoay theo. Đó. Và khi chúng ta vào một nấc thì chúng ta sẽ là chỉnh kim GMT và chỉnh ngày. Các bạn xoay xuôi chiều kim đồng hồ là chỉnh ngày, còn ngược chiều kim đồng hồ là chúng ta sẽ chỉnh kim GMT. Đó. Với kim GMT này thì nó sẽ lệch một khung giờ so với cả cái kim này tùy theo các bạn chỉnh. Còn phút thì chúng ta sẽ sử dụng chung. Ví dụ như ở đây là hiện tại là khoảng gần 3 giờ, 3 giờ kém 20 ạ. Thì ở với cái kim GMT này thì nó đang là khoảng 17 giờ, 17 giờ 40 như chúng ta có thể nhìn thấy. Đó, và khi các bạn ấn xuống thì chúng ta sẽ là sử dụng cót tay. Các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng cót tay thì nếu mà đến 40 tiếng thì với chiếc này nó sẽ không có xả cót và nó sẽ cứng kẹt luôn, cho nên chúng ta không nên vặn nữa.
Vậy thì cái núm ở dưới này thì nó sẽ làm gì ạ? Thì với núm ở dưới này thì bình thường là chúng ta sẽ không 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 kéo ra được như chiếc núm ở trên, mà núm ở dưới là núm theo dạng screw down, chúng ta sẽ phải vặn ngược ra đó để chiếc núm này đẩy ra. Lý do tại sao lại làm núm screw down bởi vì khi mà chúng ta chỉnh cái này, nó sẽ là chỉnh cái viền ngoài cùng đó. Như các bạn thấy, tôi có thể chỉnh cái này theo các múi giờ đó. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉnh, ví dụ như tôi sẽ chỉnh cái kim GMT là 24 giờ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tùy theo cái nước của chúng ta chỉnh kia, cái nước thứ hai đó, chúng ta sẽ chỉnh cái vòng này theo theo cái chiều đó. Tôi thì bình thường tôi vẫn để là bằng 24 giờ để so sánh cho nó dễ ạ. Đó. Và khi chúng ta đẩy vào, lý do tại sao lại sử dụng cái núm screw down là vì chúng ta dùng đồng hồ rất hay khi chạm vào này, nếu như mà chúng ta chạm sẽ bị lệch cái vòng đó, thì cái độ chính xác khi mà chúng ta tính cái giờ của nước thứ hai thì rất là khó. Cho nên Orienstar đã làm thêm cái núm screw down này để chúng ta có thể chốt và định vị cho cái vòng đó không không di chuyển và không thay đổi khi mà chúng ta đeo đồng hồ và sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Bề mặt của chiếc này thì được sử dụng vân son bớt đánh từ tâm, và các bạn có thể để ý ở cái chỗ kim sang báo năng lượng này, nó cũng có vân các cái vân đồng tròn đồng tâm, và trên từng cái cọc số cũng được đánh phay xước rất là tuyệt vời. Đây là một chiếc được hoàn thiện có thể nói là gần như xuất sắc nhất của dòng Orient Star. Tuy nhiên cái mức giá của nó săn sale thì lại rất là tốt, nó chỉ khoảng dưới 8 triệu đồng. Chiếc này thì được hãng đánh giá rất cao và đưa ra cái mức giá ở hãng từ 15 cho đến 17 triệu đồng tùy từng phiên bản. Các bạn có thể thấy bộ kim và cọc số rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì chiếc này thì có đầy đủ các kim, thì có đầy đủ dạ quang và 12 cọc số có đầy đủ dạ quang, chúng ta sẽ nhìn rất là đẹp. Đó, tôi chỉ cần che như này thôi, các bạn có thể thấy là cái dạ quang của nó rồi. Rất là đẹp khi ở trong đêm tối. Đó, rất là tuyệt vời. Bề mặt của chúng ta sử dụng mặt dial màu trắng cho nên chúng ta cũng rất là dễ nhìn nếu như vào buổi tối chúng ta đi xe. Bộ kim và cọc số là cái điểm mà đáng nói nhất ở trên cái bề mặt dial này, mình thực sự thích. Và tuy nhiên cái mặt dial nó hơi hơi bị rối rắm một chút và hơi nhiều chi tiết một chút. Tuy nhiên chiếc này là cái độ hoàn thiện của nó thì rất là tốt. Độ hoàn thiện của nó còn thể hiện ở bộ dây được làm rất là chi tiết và đẹp. Kể cả cái khóa này, các bạn có thể thấy được làm rất dày và vững chắc, khác hẳn với những dòng Orient. Những dòng Orient thì cái phần này họ làm rất là bình thường và chúng ta sẽ không có một cái khóa vững chắc như này. Kể cả cái phần khóa này các bạn có thể nhìn thấy này, nó rất là chắc chắn. Đó, logo Orienstar ở đây. Chiếc này thì đáy sau cũng là đáy hở cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy hoàn toàn cái bộ máy ở phía sau. Bộ máy của Orienstar cũng được hoàn thiện đẹp hơn nhiều, với cái củ văng này được để logo Orienstar và có mạ vàng cái chữ Orienstar đó. Ngoài ra thì chúng ta có cái củ văng này được hoàn thiện rất là tốt với những cái đường phay xước và vân xoáy tuyệt đẹp. Kể cả phía trong cũng thế, cũng được hoàn thiện rất là tốt. Đó. Các bạn có thể thấy chiếc này là một trong những chiếc hoàn thiện tốt của dòng Orienstar. Mình đánh giá nó độ hoàn thiện của nó còn hơn cả Retrograde. Và chiếc này thì còn được cái là chúng ta sẽ có độ chống nước là 13, tức là 100 m, nghĩa chúng ta có thể là rửa tay và ngâm ngâm xuống nước được rồi. Rất là tuyệt vời, một chiếc đồng hồ mạnh mẽ và có đầy đủ các chức năng cũng như là cho cuộc sống hàng ngày của các bạn. Chiếc Orienstar GMT này có size 42 cho nên các bạn lưu ý là tay các bạn phải từ 16,5 cm trở lên thì chúng ta mới nên đeo sản phẩm này. Vì sản phẩm này có cái lắc khá là ngắn cho nên tay 16,5 chúng ta đã có thể đeo được rồi. Còn nếu bình thường với những sản phẩm 42 mà lắc dài thì phải tay 17 cm trở lên mới đeo được. Các bạn lưu ý điều này nhé. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.